Mình sẽ đưa cái phần quay túi như này nhá. Bây giờ mình tách ra làm đôi. Tách ra. Và mình tiến hành mình gắn vào. Mình trang trí. Mình sẽ bôi keo vào hai điểm này. Sau đó mình sẽ gắn vào phần túi của mình. Mình sẽ được cái phần túi có quai như này nhá. Bây giờ mình tiếp tục mình gắn cái quai còn lại. Mình cũng sẽ cho keo vào và mình áp vào. Rồi mình áp vào như này. Mình chờ một chút cho keo được dính chắc. Rồi mình sẽ được một chiếc túi cầm tay rất là xinh như này nhá mọi người. Rất là dễ thương. Thì bạn nào mà thích cái kiểu đơn giản có thể dừng luôn ở bước này. Thì mình đã được một chiếc túi xinh xinh rồi. Túi này đựng được đồ nhé. Đây mình cho cái compa vào. Cho compa vào. Xách đồ vô tư. Tại vì mình làm bằng bìa màu ấy, nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Mọi người cho các bé cầm xách đồ đi. Kẹo bánh đồ ăn vặt linh tinh cho nhỏ ấy. Hoặc là cái tóc rêu cổ tóc. Mọi người cho bé cầm xách đi chơi vô tư nhé. Giờ mình sẽ làm sang đến cái phần trang trí nhé. Mình sẽ sử dụng cái phần xốp nhũ màu xanh này. Thì cái phần này nó sẽ có hai mặt. Một mặt là nhũ và một mặt xốp. Thì mọi người vẽ lên mặt xốp cho mình. Tại vì cái mặt nhũ thì không thao tác lên được. Mọi người lật mặt xốp ra này. Vẽ cho mình một cái hình tròn lên đây nhé. Vẽ một hình tròn lên. Kích thước của hình tròn thì tùy ý. Mọi người thích cái phần trang trí hoa nó to hay nhỏ thì mọi người sẽ vẽ hình tròn tương ứng. Mình sẽ vẽ một cái bông hoa to một chút nhé, cho nó nổi bật. Vẽ một hình tròn này, sau đó vẽ một hình tròn nhỏ hơn ở bên trong nha mọi người. Vẽ hình tròn nhỏ hơn bên trong. Mình sẽ được hai cái hình tròn cùng tâm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ dùng bút chì thước kẻ. Mình sẽ chia cái hình tròn này ra thành nhiều phần nhé. Mọi người chia cho mình thành nhiều phần bằng nhau là được. Đây mình tiến hành mình kẻ ra. Mình kẻ các cái đường vuông góc với nhau và đi qua tâm. Thì mình sẽ chia hình tròn này ra được thành nhiều phần bằng nhau nhé. Mọi người thích chia làm 4, làm 6, làm 8. Tùy mọi người. Cái này thì tùy ý thôi. Mình tiếp tục mình chia ra. Chia lần lượt cho đến hết. Đây mình đã chia làm 8 phần rồi. Giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra nhé. Mọi người thích hoa bao nhiêu cánh thì mọi người sẽ chia bấy nhiêu phần cho mình. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra. Mọi người cắt hình tròn ở bên ngoài trước. Cắt hình tròn bên ngoài trước này. Mọi người cắt lần lượt cho mình cho đến hết. Rồi mình sẽ được một cái hình tròn rất là xinh. Nhũ xanh. Hình tròn nhũ xanh rất là xinh như này. Giờ mình sẽ bấm theo cái đường mình đã vẽ nhé. Mình vẽ những cái đường nó cách đều nhau. Chia làm 8 phần. Mọi người bấm đến cái phần đường tròn bên trong là được nhé. Đây mình bấm đến cái đường tròn bên trong thôi. Sau đó thì mọi người sẽ cắt một cái đường cong cong tạo hình hoa cho mình. Cắt đường cong cong tạo cánh hoa. Mọi người sẽ cắt cùng chiều nhé. Cắt cùng chiều tạo cái độ chạy cho cánh. Mình tiếp tục mình cắt cho đến hết. Để cắt lần lượt như vậy cho đến hết. Mình sẽ bỏ những phần dư đi nhé. Và đây là thành phẩm. Sau khi xong mình sẽ có được một bông hoa rất là đều và đẹp như thế này. Giờ mình sẽ gắn cái phần phần hạt trang trí này lên. Hạt trang trí mình chuẩn bị từ đầu ấy. Mình sẽ gắn lên, mình tạo ý vị cho hoa. Đây mình sẽ được một cái phần hoa rất là xinh như thế này. Đưa mình sẽ gắn cái phần hoa này vào.
chính giữa cái túi của mình nhé. Mình dán keo vào. Mình áp vào chính giữa. Mình sẽ được một cái phần túi rất xinh như này. Mọi người cũng có thể làm ở trang trí thêm một vài cái phần nhá. Trang trí ví dụ như này nhá, mình sẽ cho thêm một vài cái hạt đấy. Mình gắn vào xung quanh cho đẹp hơn. Trang trí thì tùy ý mọi người thích trang trí như nào thì mọi người có thể thêm bớt vào. Đây ví dụ như này. Mình có thể là gắn những hạt trang trí này vào xung quanh cho đẹp hơn nhá. Đây mình tiếp tục mình gắn này, mình gắn thêm hai hạt trang trí hai bên đi. Rồi, đây mọi người nhìn thấy không? Nó sáng hơn rất nhiều và đẹp hơn rất là nhiều luôn. Thì đây là cách mình gợi ý mọi người làm một chiếc túi giấy cầm tay như thế này. Mọi người có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những chiếc túi thật là xinh nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.